Chào mừng các bạn quay lại đến với Danamon World. Thì hôm nay thì phiên bản mới nhất V1.6.62 mình đã được cập nhật rồi. Bắt đầu thôi. Bây giờ thì bởi vì tại là có năng loại giả tiến hóa mới nhất Victor, nhưng mà thì phải tiến hóa con khác đã. Tiến hóa con này Lampum Lampion. Tiến hóa vài giả ba nữa thì phải tập làm level 35. Bắt đầu thôi. Trời ơi, mua patch xong. Thank you.
giàn sắt thuyên đã. Cắn độc. Án ảnh. Bóng vuốt bóng tối. Chùm tia đen tối. Xong.
sóng nước bùng nổ. Pandora. Xong.
sát thương cao quá rồi. Hoàn thành. Mất công rồi. Focus Fondant để có thể tăng tỷ lệ chí mạng thôi. Richico. Hộp. Focus Furnace. Grichico. Mất công rồi. Richico, uầy. Nhưng mà cũng hơi ra sát thương hơi quá là cao rồi. Hoàn thành. Nói chung là kháng hệ thì cũng có thể là giảm phòng thủ thôi. Án ảnh, hao thở. Chiêu cắn độc. Show way.
Waiter Blast. Còn phần này nữa là kết thúc rồi, tạm dừng kết thúc tại đây thôi. Power paper. Hoàn thành. Vậy thì chúng ta sẽ kết thúc tạm dừng tại đây. Nếu ai nào thích video này thì đăng ký kênh của mình. Mình sẽ làm video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Tạm biệt.